hello, xin chào các tình yêu của CC. Theo lời yêu cầu của các bạn, bây giờ CC sẽ review nữ trang tiếp nha. Hôm bữa nó on sale, CC mua được vài món. Thì hôm nay CC review. Bạn nào mà vừa cái tay của các bạn vừa cái size của các bạn, các bạn muốn mua thì có liền. Bây giờ đầu tiên CC sẽ cho các bạn xem những hộp Mosanai trước ha rồi sau đó sẽ tới những hộp láp rất là nhiều các bạn thích đeo cái hộp láp giống như cc thứ nhất là nó đẹp cái hộp đẹp lắm các bạn nhìn các bạn ghiền luôn á mà nó rẻ tiền mà nó nhìn rất sang rất đẹp mà nó được nhiều kiểu lắm còn hộp mosanai thì nó ít kiểu ha thì bây giờ sẽ review hộp Mosonite trước và những sợi dây cổ những cái vòng của ý hôm nay có được một cái sợi dây hột phơ rồi bây giờ xin mời hy vọng chị em nào lắc kỳ sẽ mua được cái nhẫn này cái nhẫn này là đẹp lung linh luôn đó hột mosanai bữa nó on sale cc mừng quá mua liền luôn không nhớ sai máy nữa nếu bạn nào thích thì mua cái nhẫn này là có liền luôn đó Hy vọng là các bạn đúng cái size Chỉ sợ nó chật thôi Chứ nếu nó rộng thì không sao ha Vì CC có cái vòng cho các bạn đeo đó Cái nhẫn này thì nó không có lớn lắm đâu nha Nhỏ nhỏ thôi Đó các bạn thấy cái hộp nó long lanh không Trời ơi CC nó mê ly luôn đó Cái này là có CTV kết ha Đẹp tuyệt vời và cái vòng nó nhỏ thôi nha nhiều bạn thích nhỏ như vậy bạn nói là đeo nó không bị cộm nhưng mà tùy người thích cái này người thích cái kia đó các bạn thấy đẹp không cái này là đèn nhà CC cho nên là nhìn nó như vậy đó chứ đèn của quơ mạc thì thôi CC nói là nó lung linh luôn nha các bạn Đó, các bạn thấy đẹp không? mê ly xuất sắc luôn đó. CC không biết nó là sai máy nha các bạn để CC cho các bạn biết sâu đi. Giờ giấy tờ cất hết trơn. Đó. Thật là đẹp lắm, đẹp lắm luôn đó các bạn. Chị em nào mà vừa tay hãy mua liền cái nhẫn này. Đẹp mê ly luôn đó. Đây là hộp Mozanai nha. Có giấy tờ đàng hoàng. CC thử mấy rồi ha đẹp xuất sắc Và đây, cái này hôm bữa có một cô kia cũng mua đó. Trời, cái hôm bữa nó on sale, Sisi Canh mua được. Cái hôm bữa cũ mua là không có on sale đó các bạn. Nè, đẹp không? Cái này cũng không biết size mấy nữa. Sissi cho các bạn nè, biết sai sau nha tất cả đều có giấy tờ nha các bạn. Mình che bớt cái ánh sáng lại thì các bạn nhìn nó sẽ lung linh lắm. Nó sẽ rất là chiếu ha. Wow. Trời ơi xì xì thấy. Chói cả mắt luôn đấy các bạn. Mê luôn. Đó. Quá là đẹp. Đây là hộp Mosonai. Ba hộp Mosonai luôn ha. Tránh giữa một hộp, hai bên hai hộp. À nè nè nè, bây giờ CC để yên rồi CC che che lại các bạn thấy cái độ sáng không? Còn CC mua cái nhẫn thì sẽ làm cho nó bị mờ ha. À hiểu rồi. Giờ CC lấy tay CC che bớt cái ánh sáng lại thì các bạn sẽ thấy nó lung linh. Sisi cầm cái nhẫn để yên Rồi cái tay Sisi che ánh sáng lại Thì các bạn sẽ thấy nó lung linh và nó chiếu Cái nhẫn này là ba hộp Moissanite. ba hộp là ba cái CTV kết Tuyệt đẹp và đây cái này cc mua cho cc đó cc mê lắm cái này cc mua tới ba cái lận cc đeo một cái còn hai cái bạn nào muốn mua thì mua ha cái này là hộp 10 cara đeo hộp mosaic Hột càng lớn càng sang và càng đẹp. Đó các bạn thấy không? Thấy cái độ sáng không? Trời ơi mê ly luôn đó các bạn ơi. Kiểu này nhiều bạn mua lắm. Tại vì các bạn biết sao không? Cái vỏ này nè. Hộp xoàng thật. Ở tiệm vàng có cái vỏ này. Cho nên là nhiều chị thích Cái hộp nhỏ nhỏ ở ngoài là hộp CG ha. Chỉ có hộp này là hộp Mosonite thôi. Có giấy tờ đàng hoàng ha. Các bạn thấy đẹp lung linh không? Đây là hộp 10 carat. đèn này không đẹp đó trời ơi, đèn quơ mạc các bạn nhìn là các bạn mê luôn á xì xì đèo xì xì đi xì xì biết mà mê lắm xuất sắc luôn có ba kiểu nhẫn đó đó là bữa đó xì xì mua được on sale đó đây là hộp mosaic hai carat Bữa on sale CC mua được đó. Bây giờ các bạn nào mà mua là CC có ship liền cho các bạn luôn. Mình che bớt lại thì nó mới sáng được. Bạn thấy không? Lung linh luôn ha. Nó rất là nhạy luôn. Đó, đèn nhà CC mà các bạn nhìn như vậy thôi. Các bạn đi ăn tiệc hoặc là các bạn đi vô trong vua mát. Trời ơi, mê ly luôn hai cara ha đẹp xuất sắc đó chị em nào muốn mua có liền She ship liền không cần phải chờ đợi ha đây, đây là cái phần đít bông đó đây là đôi bông bốn chấm cái vỏ là steel linh silver các bạn nào mà muốn đặt cái vỏ bằng vàng 10 hoặc là vàng 14 cũng có ha. Nhưng các bạn biết vàng là tiền nó đắt hơn nhiều ha. Tại vì nó là vàng. Còn cái này là sterling silver. Họ xi si qua vàng trắng. Đó, các bạn thấy đẹp lung linh không? Xuất sắc ha. CC xì xì có hai đôi nha. Bán cho một chị một đôi rồi. Còn một đôi đó. Chị em nào muốn mua thì nhanh. Các bạn sẽ nhận được liền khỏi phải chờ đợi ha đẹp lung linh luôn á hai hộp là hai cái ctv kết nha các bạn xuất sắc các bạn ơi với cái vòng này thì phải đặt nha các bạn không có sẵn ha vòng này thì không có ctv kết nhưng mà CC thử máy kêu hết nha mỗi hộp luôn che ánh sáng lại thì nó sáng lắm nha các bạn long lanh luôn á đó. Đó, các bạn thấy không? đẹp lắm hộp nó thớt là nhạy luôn Cái vỏ là Stirling Silver Si vàng trắng Đeo nó như vậy Hoài nó không có đen Thật là đẹp Sisi cũng có cái vòng này Sisi đeo một cặp luôn á các bạn Nếu các bạn mua sẵn Cái kích thước của họ có Thì nó rẻ hơn còn nếu các bạn đặt theo cái kích thước cái vòng tay của các bạn thì đắt hơn khoảng tới 50 đô lận ha. Tuyệt đẹp luôn. Xuất sắc cái vòng này ha. Rồi. Thì bây giờ hộp Mô Sơn này đã hết rồi bây giờ cc sẽ cầm những cái vòng ý mua tại messi cho các bạn xem đây vòng này sản xuất tại ý ha họ nhập qua mỹ để bán vòng này có vẻ cứng cáp nè gớt nè đeo một thời gian không thích xi si màu khác các bạn ở Cali đó dễ si lắm. Đi ra Phước Lộc Thọ, đi lên trên lầu. Nó nằm ở bên tay trái, cái góc cuối cùng nha các bạn. Tiệm vàng họ không chỉ cho các bạn đâu. CC si si chỉ cho các bạn đó. Tại vì CC si, si, si nhiều lắm cho nên CC si si biết. Đi vào trong chợ Phước Lộc Thọ, đi lên trên lầu. Đi về mé tay trái, đi cuối luôn nó hỏi người ta. Hỏi những người bình thường đó, chứ đừng hỏi tiệm vàng, họ không chỉ đâu họ sẽ nói ở đây đây họ si cho rồi họ ăn cái tiền đó vài đồng hay gì đó ha còn si si chỉ cho các bạn các bạn cứ việc đi lên thẳng đó nó nằm khuất ở bên trong bên tay trái ngồi si chờ lấy liền luôn nha các bạn nếu mà nhẫn hộp của các bạn mà lỡ đeo nó có bị xúc một hộp hay là gì đó là người ta cũng gắn hộp cho các bạn hết này. rồi. Người ta tính tiền thôi, rẻ Trời ơi, mỗi lần CC mang tới một hộp luôn đó các bạn. Mỗi năm CC một lần mấy trăm đô đó. Người ta xi một cái có mười mấy đô à mà các bạn biết CC xi mấy trăm đô nha. Là một hộp của CC luôn. Đó. Trời ơi, xi lại bóng lồng lộng đẹp mê ly luôn đó. Đừng có bỏ nha các bạn. Đeo cũ rồi cũng không có bỏ nha. đây tuyệt đẹp luôn này của ý ha đây là các bạn cc đeo nè cái vòng của ý nè đây nè đây nè uống phải ồ vậy là bán rồi hôm bữa cc nhớ có hai cái đó mà chắc bán một cái rồi giờ còn cái cc đeo rồi nè đây là loại mềm, vừa vòng vừa lắc. Đẹp các bạn. Sisi thích đeo đồ của Ý. Và đây. Cái này với cái này nó cũng hơi hơi giống nhau à, khác á. Không giống. Cái này cũng của Ý nè. Rất là lớn ha. Vừa vòng vừa lắc. Vòng này là đắt tiền là tại vì nó lớn và nó nặng đó các bạn. Đồ của Ý thì các bạn biết rằng là họ cân ra. Tháo ra nó là như vậy. Đẹp, sáng lung linh luôn khóa nó là như vậy. Và đây. Tuyệt đẹp cái vòng này luôn. Mê luôn. cái này còn có một cái chứ cái này mà có hai cái đeo cặp đẹp lắm các bạn xuất sắc luôn ha cái này là vòng ha dạng cứng ha. đây là cái khóa và đây đây là sợi dây chuyền mà si đeo đó nhiều các bạn hỏi nhờ si mua lắm Về rồi nè Xỏ mấy cái mặt chữ vô đeo ha. Đó giống y như của CC luôn ha. Này các bạn cuộn lại được ha. Không có sợ gãy ha. Bung nó ra Đây là sợi dây mê nhất Sợi dây này CC đeo trên 20 năm rồi nha các bạn Đó các bạn thấy nó vẫn y vậy Kiểu nó không thay đổi các bạn ơi Đã. Thì của hai bạn mua về rồi ha. si mua tới 3 sợi lần ha, còn một sợi nữa đó. Ai muốn mua thì mua ha, màu trắng luôn giống y hệt của CC luôn đó nha. Đây. Cái này đeo mặt được ha. Rồi của ý coi như đã hết ha. Hộp Mozanai CC cho các bạn xem rồi. Của ý thì có mấy cái vòng và mấy cái kiền kỳ này ha của bạn nào trả tiền rồi hãy làm ơn nhận dùm cc nha và đây cái này là hộp phơ phơ nuôi nha các bạn chứ không phải hộp nhựa nha và đây là cái khóa rất là đẹp ha cái khóa này bằng steel silver nó sẽ trắng như vậy hoài đó vô ánh đèn nó sẽ rất là lung linh luôn đó các bạn thấy đẹp lắm dây này thì có nhiều size lắm cái này là 40 cm ha mình đeo nó vừa ngay cổ của mình các bạn đeo để cái hoa này nó bên hông hoặc là để chánh giữa đều đẹp muốn bỏ ra sau lưng đeo như vậy không cũng đẹp thành ra rất là nhiều kiểu cho các bạn đeo 40 cm, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Đó là bao nhiêu đó sai đó. Mỗi size, mỗi giá tiền khác nhau. Đây là hộp CZ Stealing Silver và đây là hộp Pearl, Pearl Nui ha. Rất là đẹp. Cái này là dây ngắn nha. và đây. Đây là sợi dây bằng bạc. Đẹp mê ly luôn á. Nè. Bạn nào mạng thủy đeo bạc nha các bạn. Các bạn đeo bạc nó may mắn lắm và nó giữ tiền cho các bạn được đó. Trời ơi, CC đã thử từ lâu rồi. Đây là cái khóa mở ra các bạn. Cái chỗ này nè, nó có cái bấm. Bạn bấm một cái nó mở cái khóa ra CC bóng tay này CC không có mở ra cho các bạn được thử nha a à, mở ra được rồi nè đó khi các bạn mở ra nó như vậy nè rồi các bạn tháo sợi dây ra khi các bạn gài lại thì các bạn bỏ vào và các bạn bấm nó vào đeo mặt được ha cái này là bạc chín hai năm Bạc này chưa có xi si qua vàng gì hết á. Đó, mua là mua như vậy nè. Đeo một thời gian không thích Để xi. Si. Xi si vàng trắng, xi si platinum, xi si rogo xi si vàng 18. Muốn xi si gì đó xi si các bạn. Bạc thật nha, 925. Cái khóa đẹp lắm. Và đây đây là cái vòng đẹp lung linh luôn ha. Cầm sao cho nó đẹp cho các bạn nhìn đây. Đó, các bạn thấy cái độ sáng không? Đây là cái khóa cái độ chói của cái phòng nè wow đẹp quá nè thấy không đó che lại che lại che lại là các bạn thấy nó đẹp như vậy đó mê ly không các bạn trời ơi xin nó đẹp xuất sắc luôn mê ly luôn thấy một cái là phải lấy liền các bạn ơi Đẹp. tuyệt vời phải nói là trên cả tuyệt vời Xuất sắc quá Trời ơi Lung linh luôn đó nha các bạn Tuyệt đẹp luôn Đẹp quá Đây là thời trang ở Mỹ thôi ha Không phải là của Ý nha Sterling Silver Và đây Đẹp không các bạn Vòng này là mở ra như vậy mở ra và nó cô như vậy. Trời ơi, các bạn nhìn này. Đẹp quá, xì xì thấy một cái lấy liền luôn đó các bạn, không cần suy nghĩ luôn. Các bạn thấy cái hộp sáng lấp lánh. Trời, tuyệt đẹp luôn các bạn ơi mê ly luôn đó. Vòng này hơi nặng tí. Ôi đẹp quá là đẹp các bạn, đẹp thiết là đẹp luôn, đó. mê ly luôn đó. Có một cái à. Có nhiều là sẽ mua liền luôn. Đó. Đẹp tuyệt vời. Luôn. Mấy cái này mua cho Messi Và đây. Đẹp quá là đẹp. Đây cũng là những thương hiệu của Mỹ Cái này nó nhuyễn lắm nha. Cái cô này của nói với CC là có thể kiếm cho cổ được bảy cái vòng như vậy không mà CC đi kiếm. Lâu rồi mà kiếm không được, không có. Cổ nó mua bình thường cũng được, không cần on sale cũng mua mà không tìm được bữa đó mua được con cái này thôi à hộp này nó nhiều ý nghĩa lắm luôn á sterling silver hộp này là hộp phai e ha nhiều người không đeo nhiều đó đeo thành cái bộ vòng simen luôn đó. Sáng lấp lánh luôn đó các bạn Đó các bạn thấy đẹp Bạn nào thích đeo mảnh đó, Thì mua một cái đeo thôi Còn bạn nào thích đeo nhiều Thì đeo hai cái Hoặc là bảy cái Nhưng mà xí xí có được có một cái à cái khóa là như vậy và đây cái này cũng là bạc chín hai năm cái này là suy đeo thường đó suy đeo hoài luôn đó các bạn nhớ không giờ không biết để đâu rồi bây giờ đeo cái mới cái này mang cất rồi đẹp ơi là đẹp luôn đây là vòng hở đó, cho nên là rộng chật các chị em không cần đâu cái này nó là bạc nha các bạn cho nên là nó mềm lắm sáng lắm các bạn ơi sáng lung linh luôn sisi đeo cái này cũng bao nhiêu năm trời đó. giờ để đâu không biết nữa. cái này có tới ba màu lẫn nha mà cái màu vàng cái sisi bán rồi sisi còn màu trắng với màu rogo các bạn có thể đeo một cặp cũng đẹp lắm đó. Rồi các bạn vô vơ mạc đi Rồi các bạn xem cái hộp nó sáng Xíu xíu nó lúng linh luôn Xíu xí đeo cái vòng này nhiều người thích Tại vì hộp vuông Hộp chữ nhật là người ta thích nè các bạn Hộp tròn thì người ta đeo nhiều quá rồi đúng không Đó tuyệt đẹp luôn ha Tất cả là bằng bạc Họ xi si Vàng trắng Họ xi si logo ha Đẹp mê ly luôn đó, chị em nào chịu chơi mua một cặp này đeo nè. Tuyết đẹp luôn các bạn ơi. CC để thật là gần cho các bạn xem đó. Các bạn thấy những cái chấu không? Đẹp lắm. Và đây nè, cái vòng này CC cũng đeo, đeo nhiều lắm luôn đó đơn giản là như vậy nè đeo bình thường mỗi ngày bạn thấy hột đẹp đây chỉ là hột file e thôi ha mấy vòng này thì rẻ tiền nhẹ sterling silver ha đeo thích lắm các bạn mấy cái này là cc đeo qua hết rồi đấy nha các bạn đó các bạn thấy cái hộp không đẹp lắm các bạn ơi lung linh đẹp xuất sắc luôn ha đeo hoài như vậy đó các bạn đeo cả chục năm trời luôn không đen nha các bạn không đen nó mờ nó cũ thì chúng ta đi si lại nếu bạn muốn nhưng mà mấy cái này cũng rẻ tiền lắm thì không biết các bạn có muốn xi hay không những loại này bây giờ đâu còn bán nữa đâu hết rồi nó qua cái đợt rồi là nó hết rồi cái này là vòng hở cho nên bạn nào cũng đeo được và đây hộp là sáng lung linh luôn đó nha các bạn thấy không các bạn thấy hộp đó sáng không ôi xì xì nó đẹp chết người luôn Điều vô trong quơ mạc ha trời ơi lung linh luôn vòng này có tới ba cái lận nha các bạn màu vàng màu trắng và rogo mà hai cái kia xì bán rồi chỉ còn có cái màu trắng này thôi thường người Việt mình thì thích đeo trắng, người Mỹ họ thích đeo vàng với rô Các bạn thấy cái hộp nó sáng không? Trời ơi đẹp lung linh luôn, rẻ tiền lắm luôn, đẹp xuất sắc luôn. Cái này là đồ sisi bán nha. Những cái vòng này là sisi đã bán qua mười mấy năm rồi ha. Đó, nó cũng vậy không hề thay đổi nha các bạn thấy cái độ sáng của cái hộp không trời ơi cc nói nó lúng linh luôn á đẹp lắm các bạn ơi mê không nè để như vậy nè mê ha xuất sắc luôn và đây nhẫn này là cc đeo đó. này cc có cả bộ luôn đó. dây chuyền bông tai nhẫn vòng cái này các bạn mở ra tới đâu đó các bạn kéo muốn kéo tới đâu đó kéo những cái mà cc khoe với các bạn như vậy cc đeo cả chục năm trở lên không nhẫn này là cũ của cc nhưng mà bạn nào muốn mua thì vẫn có ở trên con cc đó các bạn thấy cái hộp nó lóng lánh không đeo cả chục năm rồi nha các bạn mà không mất hộp nhưng mà cái nhẫn này khi nào đi đâu chơi si mới đeo tại vì nó to quá đi ăn tiệc này đỏ mới đeo cả chục năm rồi nha các bạn không đen mà hộp không xúc sáng lấp lánh luôn cả chục năm trời rẻ tiền bữa ăn sáng đẹp lắm các bạn ơi cc si si trong nghề cho nên Sisi nhìn là Sisi biết nó là cái gì si. Có nhiều loại. Người ta quơ ninh luôn. Người ta ghi cho mình rõ luôn. Cái loại nữ trang đó là nó có một cái chất hóa học. Ung thư da. Họ ghi rất rõ nha các bạn. Đeo chơi thôi. Đeo fashion chơi thôi. Đeo một lần rồi các bạn bỏ thôi. Nếu các bạn trong nghề thì các bạn mới biết được còn nhiều người họ thấy rẻ mà đẹp nữa thôi họ cứ mua bán đại vậy đó ai mua không mua nhưng mà cc là không có mua như vậy người ta đã quên nên mình rồi đâu có biết đâu họ ghi rõ ràng luôn đó. nó có cái chất làm cho ung thư da đẹp ha cái này có cái vòng dây chuyền đôi bông một bộ này cũng đắt tiền lắm nhưng mà một cái nhẫn thì rẻ tiền và đây đây là hộp file E đó các bạn mà các bạn thấy đẹp không các bạn nhìn cái vỏ nhẫn này. mấy cái này thì cc có sẵn ha. bạn nào muốn mua cho cc biết mấy cái này thì rẻ tiền ha. bữa ăn sáng của các bạn đeo nó sáng hoài như vậy nha các bạn đây là sterling silver các bạn đeo cái vỏ nhẫn nó chỉ cũ thôi nha. Đây. Đẹp lung linh luôn các bạn thấy không? Đây là đồ thời trang ha, rẻ tiền ha. Bữa ăn sáng thôi. Hột lung linh luôn. Nè các bạn thấy không? Trời ơi các bạn biết ha. Có mấy chị Việt Nam mình nha. Mua của CC đó. Trời mua lần mười mấy hai chục chiếc luôn á. Hỏi ủa chị mua tặng ai hay sao chị mua nhiều vậy Đâu có rẻ đẹp quá mua để dành đeo vậy đó <laughs> Mua mười mấy hai chục chiếc nha các bạn Chứ không phải là mua một chiếc hai chiếc đâu Những loại này nè Tại vì mấy chị biết si Trời tiệm si lớn lắm nha các bạn Trời ơi tới là tha hồ lựa luôn đó Đẹp không các bạn Trung linh luôn ha và đây đó đây là hộp láp nha các bạn hộp láp là làm ở trong phòng thí nghiệm không có giấy nha các bạn chỉ có hộp mosaic là có giấy thôi các bạn thấy đẹp lung lên rồi à? các bạn thấy cái đuổi chiếu không xuất sắc luôn ha Đó, các bạn thấy đẹp không? Trời ơi. Trời ơi, đẹp mê ly luôn nè Đó, thấy chưa? Trời ơi, đèn nhà xí xí nhưng mà như vậy Thì đèn các bạn đi ăn tiệc nó sẽ lung linh tới mức độ nào ha Đẹp quá là đẹp Cái này là trái tim các bạn thấy không? Oh my god Nhìn nè Đẹp chưa? Các bạn thấy cái khách của nó đẹp chưa? Đây cũng là hột láp Hai hột nhỏ hai bên Là hột phai E Hột chánh giữa là hột láp Rồi ôi Lung linh luôn, mê ly luôn các bạn Hy vọng các bạn nào đeo vừa Nhìn vậy thôi, mê chết luôn. Tuyệt vời các bạn? Sisi còn nhiều lắm. Sisi có cả mấy chục khay như vậy lẫn Đây. Đây là hộp file E. Hột phai e các bạn nhìn nó cũng đẹp lắm Nhưng mà cái độ lanh nó không có Lanh bằng cái hột láp ha. Cái hột láp nó rất là lanh luôn Kiểu nhẫn này đẹp quá Đẹp ha Tuyệt vời luôn CC có size 5 5 thì ít lắm nha Size 6, size 7, size 8, size 9, size 10 thì nhiều ha Tại vì CC bán cho Mỹ mà Nè các bạn thấy không? đẹp lung linh luôn ha đó tuyệt vời luôn và đây đây là cái kiểu mà bán hot nhất nhiều các bạn thích đeo đơn giản như vậy thôi Đó, chỉ là cái vỏ đơn giản như vậy ha. các bạn nhìn cái hộp sáng này khác mèo xuất sắc luôn ha các bạn mà muốn mua cái vỏ nhẫn nó đơn giản như vậy mà hộp muaai cũng có nữa ha đẹp lung linh luôn à. Đó, các bạn thấy không? Trời ơi, phải nói là mê ly luôn các bạn ơi. Và đây. Cái vỏ này nhiều bạn thích lắm. Có nhiều bạn thì thích chấu cao nhiều bạn thích chấu thấp Nhưng mà Mỹ thì họ thích chấu cao Tay bạn nào mà cái ngón nó tròn mà nó mẩy đó, Thì các bạn đeo chấu cao nó sẽ đẹp lắm Và đây là hộp trái tim Kiểu đơn giản như vậy thôi những đôi hoa tai trái tim cũng có mặt dây chuyền cũng có đó các chị em nhìn cái cắt của cái hộp rất là đẹp rất đẹp ha và đây nè mê hông cái cách các chị em mê luôn cái cách của nó các chị em mê luôn kiểu nhẫn này thì đơn giản các chị em đeo nó rộng cũng không sao đâu cc có những cái sợi dây nhựa cho các chị em quấn nhẫn đó tay cc bốn rưỡi mà cc đeo size 7 vẫn được đó các chị em đeo cái vòng đó vào Nó ôm vừa đẹp lắm Nè các bạn chị em nhìn Nhìn cái hộp nữa này là hộp oval Mấy cái kiểu này là hộp sàn thật có hết á. Trong tiệm vàng bán có hết đó các bạn. các chị em thấy không nó sáng cái hộp nó chiếu lên luôn mê lắm các bạn ơi nè trời ơi. mê ly luôn á đẹp xuất sắc luôn ha Cái này cũng là hộp trái tim Hai bên nhẫn có hai cái design chút xíu xỉu vậy đó Thật là đẹp luôn đó các bạn ơi Lung linh luôn đẹp xuất sắc ha phải nói là trên cả tuyệt vời đó nè các bạn thấy không? đi ăn tiệc đeo chơi chơi như vậy được rồi các bạn nào thích đơn giản thì như vậy ha Đẹp quá. Si si nhìn mà si mê luôn các bạn không biết nói gì luôn. Chỉ biết là nó đẹp quá là đẹp vậy thôi đó. Nè, thấy không? Lung linh luôn. Và đây. Cái này là có đủ bộ các bạn. Mà si bán hết rồi, bạn nào muốn thì phải order ha. Cái này hộp mosaic cũng có nha các bạn, có đủ bộ luôn á. Bông tai dây chuyền nhẫn luôn. Kiểu này hộp sành thật có nhiều lắm. Thật là đẹp cái nhẫn này. Này là hộp CG ha. Xuất sắc luôn Không tới một bữa ăn sáng nữa. <laughs> Đẹp không các bạn Và đây Nhẫn này thì Hột xoành thật các bạn mua nhiều lắm đúng không Cái kiểu này nè Cái này là 6 chấu Các bạn thấy hột không Cái này hột láp nha các bạn Các bạn mua hộp Mosanai kiểu nhẫn này đi cũng có đó. CC thì thích đeo bốn cháu à. Sáu cháu thì cũng đẹp. Tùy, tùy các bạn muốn bốn cháu hay sáu cháu, tùy theo. Đẹp xuất sắc ha. Cái này là Sterling Silver và hộp láp. khi các bạn mua, CC sẽ ghi rõ cho các bạn ha, cái đó là hộp CG hay là hộp lab, cái đó là Sterling Silver, hay là chỉ là cái gì, CC ghi cho các bạn ha. Các bạn biết hộp Mozanai là hộp thật, nó chỉ dưới hộp xoàn, thử máy kêu, hộp lab, làm cho phòng thí nghiệm, không có CTV kết. mình tin tưởng hãng thì mình mua xi xi trong nghề xi nhìn biết liền và cái vỏ là styling silver là các bạn đeo nó vĩnh viễn luôn còn nếu như nó xi qua sắt xi qua đồng xi qua bất kỳ cái gì đó thì nó rất là rẻ tiền ha đeo chơi chơi thôi đẹp lúng linh luôn ha xi ghi thật rõ cho các bạn biết các bạn muốn thì các bạn mua ha chưa để đeo rồi nó có gì rồi lại cầm len với xi xi nữa là không được đâu nha các bạn nên nhớ là tiền nào của đó đây nhiều người họ thích đeo chơi 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 thì họ mua một cái nhẫn chừng hai ba chục đồng họ đeo cả năm rồi họ cứ quăng vào hộp như vậy đó lâu lâu họ si trời có hai ba chục đồng mà các bạn đeo cả năm trời luôn Mua hai ba chục đồng thì đâu cần si lại làm chi Đeo năm đủ rồi Bỏ cũng được rồi Hoặc là cho ai đó ha Ngoại trừ hộp mozanai Hộp láp Thì các bạn giữ lại Si Đeo cho nó đẹp nữa Khi các bạn đã si qua rồi Là các bạn thấy được năm nữa rồi đó Si 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 nhiều á Cho nên họ tính si si là 10 đô 15 đô một cái à Còn các bạn si một cái thì si si không biết là họ tính các bạn bao nhiêu thì không biết. Các bạn mẹ đó thì nó vĩnh viễn hơn được 3 4 năm. Mà nó bền lắm. Còn các bạn si thì nó rẻ tiền hơn ha. thấy cái độ sáng. Do cái cắt đó, nó đẹp hay không là do cái cắt đó, các bạn. Trời ơi mấy cái này mà vô trong ánh đèn của tiệc, nhà hàng, vơ mạc Trời ơi, Sisi nói là đẹp lung linh luôn đó. Mê lắm các bạn ơi. và đây. Đây là nhẫn đeo ngón giữa và ngón trỏ. bán những loại này nhiều lắm nha các bạn. Đẹp lung linh luôn đó. Cái này size 7 đó. Các bạn sai năm các bạn quấn dây vào, các bạn đeo cũng đẹp Các bạn thấy cái độ lung linh không? Đó, nó nhạy ghê không? Đó, đi ăn tiệc, đeo cái nhẫn to to như vậy. Trời ơi lung linh luôn đẹp lắm các bạn ơi để bữa nào lên con si lấy về ha nhiều lắm yeah. mấy cái này hôm bữa si cho các bạn coi rồi đấy cái này màu rogo cái này si có đủ màu luôn và có nhiều kiểu lắm Mà là cái dạng này nè Một cái hộp đi lên Cái hộp thơ đủ màu nha các bạn Màu xám, màu đen, màu trắng, màu phơ Rồi cái màu nó hơi ngà ngà Sisi có đủ hết luôn Nó đẹp lắm Các bạn nhớ Các bạn có đeo rộng thì đừng có sợ Vì Sisi có cái dây rồi Rất đẹp luôn đó các bạn thấy không thấy cái độ sáng lóng lánh không xuất sắc luôn nhảy thiết là nhảy luôn á cái này CC cũng có một bộ nữa đó. cái này là fashion đeo chơi chơi thôi nha có bông tai có dây chuyền những này thì đeo đẹp đẹp vậy thôi Tại CC để gần các bạn nhìn thấy nó không có sắc xảo lắm Nhưng mà các bạn nhìn ngoài nó sắc xảo lắm Đẹp lắm Nhấn đây nè Rất là sắc xảo luôn đây. Và đây nè Hồi nãy con sót cái này Các bạn nhìn sâu tới đáy của cái hộp luôn đó. đó đây là hộp lát nha Cái vỏ này cái vỏ là hộp cg đẹp quá luôn mà sisi không biết nói gì luôn á các bạn chỉ biết nhìn thôi đã, tuyệt vời ha rồi coi như là hết rồi đó chị em nào muốn mua cái nào chụp lại màn hình cho sisi nhớ đừng làm mất cái số bên tay phải có mấy cái kiền trắng của ý có hai bạn đã mua đó mà sisi có ba cái lận ha bị chị em nào muốn mua thì còn một cái đó. Các bạn nào muốn mua thì mua. Hai cô em xinh đẹp của CC vào nhận hàng dùm CC nhé. <laughs> à quên nữa quần túi mông đã về tới size medium với size large. Đã về size small chưa về tới. Các chị em nào mua quần túi mông silicon size medium, size large Hãy vào nhận hàng dùm CC nha. Size small chưa về tới. Rồi, số phone của CC là 706 987 9063. Số phone của anh Sa bên Việt Nam 098 257 1934. Hộp Mozanai, vòng, dây chuyền, nhẫn, bông tai. Các chị em muốn đặt thì các chị em phải cho CC biết đúng cái size các chị em muốn và các bạn biết khi các bạn đặt bất kỳ cái gì các bạn cũng phải chuyển tiền trước còn không chuyển tiền thì coi như là không có đặt ha chứ không phải là hàng có sẵn như cc có sẵn cc bán cho các bạn thì chậm trễ một vài ngày các bạn chuyển tiền cho cc yes còn những cái mà đã gọi là đặt hàng thì các bạn cần phải chuyển tiền cc mới đặt hàng kể cả thuốc collagen ha. rồi xin xin được tạm ngừng video đây nha bye bye i love you